quý vị, mặc dù lạm phát 5 tháng đầu năm nay vẫn nằm trong mục tiêu dưới 4% của chính phủ, một phần nhờ Việt Nam chủ động được nguồn cung lương thực thực phẩm trong nước. Tuy nhiên, trong bối cảnh giá xăng dầu, nguyên vật liệu, hàng hóa liên tục leo thang thì rất khó để những tháng còn lại lạm phát không tăng cao. Công bố mới nhất của Tổng cục Thống kê cho thấy, chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 5 năm 2022 tăng 2,86% so với cùng kỳ và tăng đến 2,48% so với hồi đầu năm. Thực tế, bão giá đã gõ cửa từng gia đình, ngấm vào từng bữa ăn và đơn hàng của cộng đồng doanh nghiệp. Liên quan đến vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với một số chuyên gia. Mời quý vị cùng theo dõi những thông tin chi tiết ngay sau đây. Hầu hết hoạt động sản xuất hàng hóa và dịch vụ nhiều hay ít đều sử dụng xăng dầu. Chi phí xăng dầu chiếm tỷ trọng khá cao và tác động mạnh vào giá thành sản phẩm sản xuất. Chính vì thế giá cả của hầu hết các mặt hàng sẽ chịu tác động do chi phí đầu vào tăng cao. Với việc giá xăng tăng liên tục như vừa qua sẽ làm tăng thêm áp lực cho lạm phát của Việt Nam trong thời gian tới. Lạm phát trong những tháng đầu năm nay chủ yếu đến từ tác động trực tiếp của giá xăng dầu. Giá xăng dầu tác động trực tiếp đến lạm phát do xăng dầu là một trong những mặt hàng trong rổ hàng hóa tính CPI trong giai đoạn hiện tại. Trong những tháng cuối năm, việc giá hàng hóa dịch vụ tăng sẽ gây áp lực rất lớn đến lạm phát. Nguyên nhân do các nhà sản xuất kinh doanh bắt đầu hoàn chỉnh việc điều chỉnh giá bán các loại hàng hóa và dịch vụ khác nhằm theo kịp đà tăng của xăng dầu. Để đảm bảo được tỷ lệ lạm phát nằm trong mục tiêu 4%, chính phủ cần có những biện pháp để ổn định giá cả, đặc biệt là giá cả của những mặt hàng hiếm chiếm tỷ trọng cao trong tổng chi tiêu dùng của người dân. Lạm phát chỉ có thể được kiềm hãm tốt nếu giá cả của những mặt hàng này được kiểm soát tốt và bình ổn. Để làm được điều này, chính phủ có thể đưa ra những chính sách giúp nông dân tăng sản lượng hàng hóa nông nghiệp, giúp ổn định giá cả thực phẩm, những chính sách cải thiện chuỗi cung ứng nhằm giảm chi phí vận chuyển. Bên cạnh đó, ngân hàng nhà nước có thể xem xét chính sách thắt chặt tiền tệ, giảm cung tiền khi lạm phát ở mức cao. Mặt khác, trong bối cảnh lạm phát, các nhà sản xuất kinh doanh cũng nên có chính sách điều chỉnh giá cả linh hoạt, phù hợp với sức mua của người dân ở từng thời điểm. Thêm nữa, khi lạm phát xảy ra, không phải giá cả của tất cả các mặt hàng đều tăng bằng nhau, có những hàng hóa tăng ít hơn những loại khác. Do đó, nhà sản xuất có thể sử dụng những sản phẩm thay thế rẻ hơn để tiết kiệm chi phí. Mặc dù Ngân hàng Thế giới World Bank đánh giá lạm phát Việt Nam trong tầm kiểm soát, nhưng không có nghĩa chúng ta không chịu nhiều tác động. Hiện giá lương thực, thực phẩm, các hàng hóa thiết yếu tăng khá mạnh. Lạm phát sẽ tác động mạnh nhất đến những người có thu nhập thấp và trung bình ở khu vực thành thị. Thu nhập của họ chủ yếu đến từ tiền lương, thường là cố định trong một khoảng thời gian dài. Cho nên khi lạm phát xảy ra hay giá cả hàng hóa tăng lên, thì số lượng hàng hóa mà họ mua được sẽ ít đi với cùng một mức lương cố định đó. Điều này dẫn đến chất lượng cuộc sống sẽ giảm đi. Đây là nhóm đối tượng cần được quan tâm nhất trong thời bão giá. Thưa quý vị, trong một báo cáo vừa phát hành, Ngân hàng UOB nhận định tiền đồng Việt Nam sẽ không đứng ngoài xu thế giảm giá của các đồng tiền châu Á từ động thái tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ và lo ngại sự suy thoái sâu hơn của nền kinh tế Trung Quốc. Hiện tỷ giá USD trên Việt Nam đồng đã tăng khoảng 1,7% trong quý 2 năm 2022 lên 23.215 đồng trên 1 USD, mức cao nhất kể từ tháng 8 năm 2020. Nhưng xu hướng giảm giá của tiền đồng thấp hơn nhiều so với các đồng tiền tại khu vực châu Á. Bạn có video hấp dẫn, bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về PLO a vòng pháp luật tp.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.